Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Và ở những tập trước thì mình có chế tạo một cái mini mob farm để có thể farm được những cái vải của rồng Ender và trong ngày hôm nay mình sẽ sử dụng những vải này để chế tạo cái set đồ rồng Ender nha. Và đây có thể nói là set đồ mạnh nhất trong thế giới rồng rồi. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong nhà và chế tạo trước cái nón để xem coi Ồ wow, cái nón nó có một cái đường viền tím tím ở hai bên nè Giờ mình sẽ đội vào thử nha Ồ wow, ở bốn góc trên đầu luôn <laughs> Nhìn rất là ngầu luôn ấy các bạn Tiếp tiếp là cái áo coi Ồ uh, oh, cái áo thì có những đường kẻ tím tím giống như cái thân của rồng Ender vậy đó Rồi tiếp theo là cái quần nè uh, Và cuối cùng là cái đôi ủng uh, Đây mình sẽ chế tạo đôi ủng Wow vậy là mình đã full set đồ của rồng Ender rồi Wow, xịn thật luôn á Và khi mình di chuyển thì nó sẽ bốc ra những cái làn khói tím Giống như những uh, uh, con Enderman hoặc là hơi thở của rồng vậy đó Rồi, giờ thì mình sẽ cắt tạm cái set đồ uh, rồng Arthur vào trong đây nhá À uh, rồi, sau đó thì mình sẽ enchant cái bộ giáp rồng Ender này lên tại vì trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một trận chiến với những cái con Wither. Ấy. Ở đây mình có được uh, để coi coi có được 7 cái đầu của Wither Skeleton nè. Mình sẽ đem 6 cái ra tại vì mình muốn triệu hồi một lần hai con để đánh một lượt ấy cho nó máu nha. Uh, và mình sẽ enchant cái um, áo giáp của mình là bảo vệ cõi um, vụ nổ trước uh, để mình nhớ hình như có một cái cuốn sách bảo vệ khỏi vụ nổ ở đây nè đây để bảo vệ con vụ nổ ba nè à, và trong đây hình như còn một vài cái uh, cái này bảo vệ coi lửa chầm hỏng bảo vệ ba nè nó sẽ lựa những cái um, cuốn sách bảo vệ ra mình ép vào ấy uh, cái này bảo vệ coi lửa không cần này bảo vệ nữa nè rồi uh, cái này bảo vệ luôn rồi giờ thì mình sẽ sử dụng cái um, mobile enchantment này và tách cái um, quyển sách đó ra nhá đầu tiên là cái nón đi bảo vệ chậm hỏng kế tiếp là bảo vệ kế tiếp nữa là bảo vệ luôn đó giờ mình đã có được một vài cuốn sách bảo vệ rồi sau đó thì mình sẽ enchant lên nhé và sử dụng luôn cái uh, cái mobile enchantment này đầu tiên mình sẽ cho cái ổn vào cái ổn thì mình sẽ cho cái chậm hỏng cũng như là bảo vệ vào trước đó chậm hỏng bảo vệ kế tiếp là cái áo nhá. cái áo thì cũng sẽ có được dòng bảo vệ luôn còn cái quần thì mình sẽ cho cái dòng bảo vệ khỏi vùng nổ uh, đâu ta cái cuốn sách bảo vệ khỏi vùng nổ đây uh, nếu ép hai cái vào thì sao ồ ép hai cái vào được luôn ô như vậy chắc mình sẽ ép bảo vệ cung nổ vào cái áo đi đó, tại vì cái áo sẽ cho nhiều giáp hơn cái quần ấy rồi đó giờ cái tiếp là cái nón nhưng mà cái nón mình hết sách rồi để mình tìm một cái quyển sách bảo vệ khác coi cái này có bảo vệ cho mỏng luôn nè rồi ok mình sẽ ép hai cái thứ này vào cái nón nhá rồi cho cái nón vào bên trong Uh, chầm hỏng nè bảo vệ nè Yeah, vậy là mình đã full được một set um, uh, đồ của rồng ender nhưng mà được enchant rất là tốt rồi cái tiếp mình sẽ cất cái này vào lại các cái set đồ kim cương vào và bây giờ thì mình sẽ um, coi coi nếu kiếm rồng ender thì coi có nó có mạnh không nhá để mình sẽ chế tạo thử uh, kiếm rồng ender uh, 10 sức tấn công cái này là 13 sức tấn công á Uhm, để mình test thử coi mình sẽ tách cái uh, dòng enchant của cái kiếm laser ra thử nha các bạn Đây mình sẽ uh, cho cái, uh, cái 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 cây kiếm laser vào nó sẽ lấy những cái quyển sách enchant này sau đó mình sẽ ép vào cái um, à, kiếm ender của mình ấy sau khi chiến đấu xong thì mình sẽ trả lại cho cái kiếm laser tiếp nha nó <laughs> à, nó có thêm hai tốc độ tấn công chứ Vậy thì không tốt lắm nhưng mà lỡ rồi Tại vì đang mặc set đồ um, Ender mà dùng kiếm Ender luôn cho nó đủ bộ nhá Rồi cái, um, cái này thì mình sẽ để lại Kiếm Laser cũng sẽ để lại luôn Sau đó mình sẽ di chuyển tới một cái hang rồng nào đó mà mình đã tiêu diệt rồng rồi Đây hang rồng này đi Hôm trước mình đã tiêu diệt một cái con rồng ở đây rồi Giờ thì mình sẽ xuống đây nè Và tiêu diệt cái con Winter này luôn nha Ui da ui 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 Ô, oh, đệ tử Đệ tử của real Ruru hả đệ tử này quýnh quý tên đệ tử luôn wow tên này thấy gì khỏe lắm luôn ấy ô oh, đệ tử có tên ria ruru <laughs> được 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 rồi giờ mình sẽ à, dám quýnh mình hả ồ có vẻ kiếm Ender này cũng khá là tốt đấy các bạn ơi không đùa đâu rồi giờ thì mình sẽ sử dụng cái hang ở của rồng nè để mình sẽ à, tiêu diệt cái con Wither này luôn nhá rồi đầu tiên thì mình sẽ cắm đuốc lên cắm đuốc lên sau đó mình sẽ triệu hồi hai con một lượt luôn để cho nó tăng độ khó lên À, đầu tiên thì mình sẽ đặt những cái cục cát linh hồn này xuống trước à, mình sẽ đặt ngay, ngay vị trí này luôn đi à, cái rương này có đồ gì không rương này không có đồ đúng không rồi đặt thành hình chữ t một tên nè à. một tên ở đây nữa rồi à mà quên nữa hồi nãy mình quên chuẩn bị cái táo vàng đánh nhau với Quy mà không có táo vàng thì hơi khó á. tại vì một mình mình đánh mà đây mình sẽ về nhà lấy táo vàng trước mình còn có một quả thôi trong đây táo vàng Ủa táo Đây đây táo mình còn nè Để mình làm thêm táo vàng mình ăn nha mình Sẽ sử dụng ít cái khói ra Rồi Táo ở giữa Vàng ở xung quanh Mình sẽ làm thêm một vài trái nữa đi Để cho nó uh, Tăng khả năng hồi phục của mình lên uh, Tách ra Rồi đặt táo ở giữa nè Vàng xung quanh Đó mình đã được uh, 11 trái táo vàng rồi Giờ thì mình sẽ cất những cái vàng còn lại vào bên trong này Và quay trở lại cái um, uh, khu vực hang rồng thôi uh, Hang rồng hồi nãy là hang rồng 3 đúng không? Rồi đi xuống dưới lại Mặc cái cánh vào đi Chứ hồi nãy mình té xuống dưới mất quá trời máu luôn ấy Rồi đáp xuống đây Sau đó cởi ra và mặc giá vào Tiếp tục trận chiến nào Đầu tiên mình sẽ gắn trước um, hai cái đầu thôi Ui ui, ui cái này đặt lệch rồi Không biết đặt lệch nó có triệu hồi ra không nữa Ok chắc mình sẽ sửa lại đi Để cho nó ngay ngay á Mình sợ đặt lệch nó không có Nó nó không có triệu hồi được đâu Cắm đút lên cho nó sáng sáng một xíu nào rồi chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm nay thôi Trận chiến ngày hôm nay chắc uh, có lẽ là rất là khó đây Tại vì hai con Wither lắm các bạn ơi Rồi 1 2 3 Rồi một tên hai tên Vậy yeah. <laughs> có hai tên máu của con Wither luôn kìa Rồi giờ mình sẽ sử dụng cây cung cũng như là kiếm của rồng Ender để tiêu diệt hai con này nha Rồi Đó Rồi Ui 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 nó đâu rồi À đứng trong góc hả Mình sẽ áp sát lại gần và tiêu diệt nó luôn Ui nó bay hả Ủa nó bay được các bạn ơi, nó bay cao quá Ủa còn một con nữa đâu hả? À có một con ở đây nữa nè Ui, Chắc bây giờ mình sẽ lên đây và tiêu diệt cái con trên đây trước quá hả à. Ui vậy thì khó rồi, dùm cung không có tác dụng các bạn ơi Oh my gosh giờ sao ta Ủa bây giờ nó bay cao quá hả, à. mình không có thể nào áp sát và đánh được luôn ấy ui trận chiến ngày hôm nay có vẻ có rồi sao mình sẽ tiêu diệt một con gần trước đi dạ yeah. dạ yeah. ui các bạn thấy con quy đời chưa <laughs> nó cực kỳ khỏe luôn nè yeah. ui, ui. ui nó khỏe quá nó khỏe quá nó phá được mấy block này hết trơn hả à? ui ờ bắn nhau đi hai con bắn lộn đi đúng rồi <laughs> mình sẽ cho hai con nó bắn lộn với nhau ơi ừ mình đánh thì không có đủ tầm với lên ui, khó quá khó quá cô lên cố lên cố lên mình tin là mình có thể làm được chưa chưa lúc đầu thì hơi khó khăn á à, da dạ. lúc đầu thì hơi khó để có thể áp sát nó ấy ui quên quên nữa mình cần ngõm thôi không 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 Ui, nãy giờ mình quên để ý thanh máu <laughs> Đó. các bạn thấy sức mạnh của hai con quy đời chưa ui trời ơi vậy thì con bỏm rồi ai ui nó tấn công mình không kịp chạy luôn <laughs> oh my gosh cố lên cố lên cố lên ô oh, vậy là chế tạo cây kiếm này vô dụng rồi mình không thể nào áp sát nó được ấy sao sao mình sẽ dùng cung để bắn nó không được rồi cố lên hả tính ra cây cung mình cũng khỏe chứ bộ bắn bài hết nó cũng mất được khai tháo máu rồi kìa oh my gosh ủa oh, có chiến đấu với con này còn khó hơn đánh nhau với rồng nữa hồi oh, lúc mà nó có cái thanh giáp như vậy là mình đánh nó không được đâu tại vì nó đang hồi máu ấy oh my gosh <laughs> đúng rồi áp sát đi áp, áp sát nè áp áp sát hả rồi mình sẽ đánh cận chiến nó luôn này ui ui hồi máu hồi máu hổ máu cái rồi một tên đã gần ngõm rồi kìa cổ lên cổ lên ui dạ. ui nó nổ mình bay lên tiếp trên trời luôn <laughs> oh my God. ui một tên là một tên rồi ui cái sao đâu ui ui nó nổ con kia nổ mất cái sao rồi ủa vậy là mất cái sao luôn hả Ồ oh, vậy là mình mất hết một cái sao rồi các bạn ơi Ồ oh. Tiếc người ta tự nhiên mất hết một cái sao rồi Ổn ghê luôn á Tự nhiên mất hết một cái sao à Thiệt là cái tên này dám nổ cái sao của tôi hả Dám nổ, dám nổ cái sao nè cú đâu rồi à? Dám nổ, dám nổ cái sao Kiếm mình chém nó tầm 5 hit là có thể tiêu diệt được á Nhưng mà nó đang hồi máu kìa Nó có cái thanh giáp xung quanh vậy là đang hồi máu ấy hồi máu lên hồi máu lên người hồi máu ta ta không biết hồi máu hả hồi máu đi hồi máu đi hồi máu này hồi máu này ba hít ba hít nữa thôi một hít hai hít một hít cuối cùng rồi à. ui các bạn thấy đấy giai đoạn đầu là mình không thể nào áp sát được luôn tại vì với sức tấn công của ui đây nè đây nè ui có sao có sao được quá được quá oh chưa mất chưa mất. <laughs> tại vì với sức tấn công của hai cái con wither thì mình không thể nào phản kháng được, được được luôn ấy. Nó tấn công thì nhanh và có hiệu ứng nổ nữa, rất là khó luôn. Nhưng mà khi mà nó áp sát mình ấy thì mình có thể sử dụng cây kiếm của rồng Ender nè và tiêu diệt tại vì kiếm rồng Ender đánh cũng rất là đau. Và ở đây có kim cương ha, à. lượm kim cương luôn đi. Đó, được bao nhiêu đây? 4 viên có emerald nào mà thôi đi, giờ không cần đào đâu. Giờ thì mình sẽ quay trở về nhà nhé. À đây mình sẽ trở về hôm một cái. Và cái cây đâu rồi, cái cây uh, kiếm laser của mình đâu ta. Đây, kiếm laser của mình hình như có thể nâng cấp bằng một cái sao Nether á à, để mình coi nào nó. Các bạn thấy đấy, mình chỉ cần cho một cái sao Nether vào thì nó sẽ tự động có cái dòng hại thêm A 10 luôn, hại thêm A 10 lần ấy. Và quét cạnh ba. Đó, rất là tốt luôn nên uh, mình sẽ sử dụng một cái sao nether để nâng cấp cái um, cái kiếm laser của mình lên dòng Hetaima X nha. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ trả lại cái quyển sách um, uh, tốt cho cái um, cây kiếm <laughs> <laughs> laser của mình tại vì nãy mình chỉ mượn thôi à. Đây, trả lại nào. quét cảnh 3, không biết có lên được quét cảnh 4 không nữa nhưng quét cảnh 3 là mắt rồi. Sắc bén nè, đánh bật lùi. Ok và nhạc. Tạm thời để cuốn quét cảnh trong cái cây kiếm Ender này đi Sau đó mình sẽ ép lại vào cái cây um, kiếm laser của mình sắc bén nè, đánh mặt lùi nè, nhặt nè Đó, rất là tốt luôn Cây kiếm của mình bây giờ đã 17 sức tấn công rồi đấy các bạn ơi 17 sức tấn công, wow nó mạnh gần gấp đôi cây uh, kiếm Ender hồi nãy luôn <laughs> Rồi, giờ thì mình sẽ ngủ một cái Sau đó thì mình sẽ mặc lại cái um, bộ giáp uh, rồng uh... Uh, Hay là mặc set đồ này luôn ta Ok chắc tạm thời mình sẽ mặc set đồ này luôn đi các bạn ơi. Nó hiện tại mình đã được hai ngôi sao rồi sắp tới mình sẽ sử dụng hai ngôi sao này trong công việc khác nhá. Vải rồng thì mình sẽ cho vào đây. Ờ, hạt vàng thì mình sẽ nén nó lại <laughs> chiến đấu có một xíu thôi mà được quá trời cái hạt vàng nè đó cho vàng vào đây nhá các linh hồn mình sẽ đi dành sau này chiến đấu với boss wider tiếp mấy cái khói này thì cho vào lên cho vào trong đây luôn đi đó giờ mình sẽ cắt đồ một xíu rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn nãy giờ chiến đấu quá trời căng thẳng luôn á <laughs> kế tiếp thì mình sẽ cắt cái um, set đồ Ender vào và mặc set đồ Arthur để chúng ta cùng nhau đi khám phá nha các bạn và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi khám phá ở hai vùng đất thứ nhất thì mình sẽ cố gắng tìm tới cái vùng đảo nấm này coi có gì khác biệt không nha thứ hai là mình sẽ tới cái vùng Misa để tìm một loài rồng đó chính là rồng xanh lai ấy quả trứng rồng mà mình đã up hôm bữa nhưng mà lần này thì mình ui ui lần này thì mình muốn tự tự đi tìm luôn ui ui bình tĩnh bình tĩnh nào bình tĩnh nào rồi mình đã tiêu diệt con Ripper này rồi giờ thì mình sẽ cởi bé rồng nào đi ta Uhm, để coi coi à, đi đi um, bằng rồng xanh lai đi tại vì lần này chủ yếu là mình tìm quả trứng rồng xanh lai ấy đó cho nên thì mình sẽ cưỡi um, bé rồng xanh lai này này đi luôn nhá đầu tiên mình sẽ đi tới vùng đảo nắm trước có tọa độ là khoảng uh, 800 và trừ 150 uh, 800 á uh, 800 vậy là mình sẽ đi về hướng bên đây nè trừ 150 cũng đi về hướng bên đây luôn vậy là cứ đi thẳng dưới hướng này thôi các bạn ơi À, mình sẽ bay với tốc độ cao nhé để mình có thể đến đó nhanh nhất. Thông thường thì mình sẽ mất rất là nhiều ngày để có thể đi tới một vùng đất nào đó nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể cưỡi rồng rồi cho nên việc di chuyển sẽ rất là nhanh luôn. À, mình đã tới tọa độ là 600 rưỡi rồi. À, đây 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 tới rồi nè. Ừ, Tới rồi các bạn ơi. À, và coi cái vùng vùng đất này um, có vẻ không có nhiều bò nấm cho lắm chỉ được vài bé bò nấm ở đây thôi hả? À. Ờ, cũng được cũng được để cái nào rảnh á thì mình sẽ quay trở lại đây để bắt một vài bé bò nấm về nhá mình sẽ xem làm cái làm đảo nấm ừ, đảo nấm rồi cái này đảo nấm là cho màu màu đỏ đỏ cam cam đi rồi sau đó mình sẽ đi tiếp um, một xíu ở khu vực này coi coi có rồng nào sống ở trên đảo nấm không nhá ừ, có vẻ đảo nấm này khá nhỏ rồng không thể nào sống được các bạn ơi ừ. <cười> <cười> ui không nhỏ đâu cái đảo nấm như vậy là bự rồi đó Ồ, oh, diện tích nó chủ yếu là đất không nè Thường thường mấy cái đảo nấm này nhiều hang lắm Nhưng mà cái này thì cũng không có nhiều hang Ồ, oh, khá là thích hợp nè Và trên cái nấm này có quá trời mấy bé bò đứng luôn <laughs> Kệ tạm thời cho mấy bé này ở đây nha Còn giờ thì mình sẽ tìm cái vùng đất Mà mình muốn khám phá nhiều nhất Đó chính là Misa Nhưng mà nó khá là ở xa cái khu vực mình sống Tới 4.280 và 780 lận Giờ mình sẽ bay tới tọa độ là 780 uh, 4.000 mấy á Để coi nào Giờ mình sẽ bay về hướng bên nào đây Uh, nếu về 4 ngàn mấy thì mình phải đi hướng bên đây nè ok giờ mình sẽ bay thẳng về hướng bên đây nhá và trên đường đi nếu mình gặp những cái ngôi làng hoặc là những cái công trình gì lạ thì mình sẽ vừa khám phá nó cũng như là tìm tới khu vực uh, của rồng xanh lai luôn và phía dưới có một cái ui ui cái con, con rồng biển bự vậy lần đầu mình gặp con rồng biển bự tới vậy luôn á mình sẽ nướng con này mình sẽ nướng con này mình tin rằng con này sẽ cho rất là nhiều vải nè Mặc cái áo này, mặc cái cánh vào đi Một xíu mình sẽ đi xuống dưới và nhặt cái vải của con rồng biển này Ui, đây là lần đầu mình gặp cái con rồng biển mà nó bự như vậy luôn á Siêu bự luôn Nướng, 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 nói bé rồng ơi, nướng, nói bé rồng ơi <laughs> Nướng người luôn nè, cho người thành rồng biển nướng luôn đó, Nó không thể nào mà kiểu như cắn tới mình được Tại vì rồng mình bay rất là xa Rồi, nướng nè đó. Cho người thành rồng biển nướng luôn Ui, hai con luôn hả Thôi mình nướng một con thôi, mình nướng con bự thôi, tha con nhỏ đó Ui con này nó tính làm càng gì đây Coi <laughs> nó nhảy lên, nó cố chấp đận đận, nó tiêu diệt mình kìa các bạn Nhưng mà đâu có tới được đâu Nó mình sẽ nướng nó luôn Ui có vẻ con này khá là khỏe, là, là trâu này Mình nướng nãy giờ mà chưa ngõm được các bạn ơi Mình có nên nhảy, nhảy xuống đánh cận chiến không ta Ủa mình Cố cố lên bé rồng ơi, cố lên bé rồng ơi Ui Ui con rồng đúng là cái con rồng biển bự có khác một cắn là mình ngỡm liền ai da ui con rồng biển này không phải gian vừa rồi rồng biển ui ngồi không biết mấy rồng mình có sao không nữa chạy 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 à, ui, ui cô lên mấy rồng ơi cắn cắn nó mấy rồng ơi đúng rồi đúng rồi cắn nó đi cắn nó đi Cắn, cắn nó đi, bé rồng cố lên cố lên em ơi Ủa, mình đang hy vọng bé rồng mình có thể tiêu diệt được Ủa, mình đừng có xuống nước em ơi ờ đúng rồi bé rồng mình tiêu diệt được rồi <laughs> này thì dám nhờn với bé rồng của mình được được em ơi đi đi em ơi đừng đừng mà đừng đừng có di chuyển chỗ khác nha thì bé rồng mình có kiểu như là không thích hợp với nước ấy Họ đụng nước là bị é yeah, cửa 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 cho anh cửa cho anh cửa nào cho anh cửa nào khi mà đụng nước là bé rồng mình sẽ kiểu như là di chuyển tới một nơi đó ngẫu nhiên đó các bạn ơi đây 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 cho anh cửa cho anh cửa cho anh cửa đi bé rồng thôi mà <laughs> khổ ghê luôn á bé rồng của mình này lại đây lại đây trên cửa nè lại đây trên cửa nè mình không có mang theo cái amulet à được rồi được rồi được rồi mày quá mày quá cho bé rồng đứng tạm trên đây đi nó đứng đây nha bé rồng rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới và nhặt đồ của cái con kia rơi ra coi đây đây nó ở dưới này nè Ồ, quá được kinh nghiệm luôn ủa à, nóng rơi ra đồ à ủa à, đây 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 hình như đồ của nó nè À, mình được bốn cái 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 răng cũng như là bổ ít cái vải ui còn con con hả à con con mini thì mình quýnh luôn mini mini hả dạ 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 ui sao nó khỏe vậy à ngỡ mà nè <laughs> mấy cái con nhỏ thì mình có thể tiêu diệt một mình được tại vì nó không có nhiều đam cho lắm ấy còn mấy con bự bự như hồi nãy thì phải có bé rồng quánh tiếp thì mình mới đánh lại cơ ui nguy hiểm thật á cứ tưởng là không thể nào gặp lại bé rồng không <laughs> rồi mình sẽ tìm bé rồng của mình Ui cái xác nó nè Ui cái xác con nãy nè các bạn ơi Ui cái xác nó nè để, để mình coi coi Mình sẽ lấy vải của con này coi được không Gỡ cái này ra Ờ con nào Ui con này còn sống nữa Ui nó còn sống chứ không phải <laughs> Nó còn sống chứ không phải nó ngõm rồi Ui nó còn sống các bạn ơi Ây da à, rồi lỡ lỡ chập giận nó rồi ui nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm rồi giờ mình sẽ tìm lại bé rồng mình coi ủa bé rồng ở đâu ta ở à, đây 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 bé rồng mình đây bé rồng mình đây ui mày quá mày quá mà có rồi xong rồi bị mê hoặc nữa rồi bé rồng ơi quấn tiếp anh bé rồng ơi mấy tên này nó dụ anh này bé rồng đúng rồi đúng rồi cặp cặp đúng rồi <laughs> đúng là bé rồng của anh cặp nó đi bé rồng Cạp, cạp, cạp nó cặp nó cạp nó Ui đừng có xuống nước, đừng có xuống nước. Đừng có xuống nước. No, no 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 no. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, đừng đừng có xuống nước mà. Bay lên đúng rồi, đúng rồi, bay lên, bay lên, bay lên. Đúng rồi. Rồi, mình cho, sẽ cho bé rồng mình ngồi trên đi. Nguy hiểm ghê luôn á. Ui mới đi khám phá thôi mà quá trời chuyện xảy ra rồi nè. À, hồi nãy mình đánh nhau với con kia ở đâu ta? Ở đây, ở đây, ở đây. Mình sẽ lại và nhặt đồ của con kia rơi ra mới được. Ui mới đi khám phá một xíu thôi mà quá trời chuyện xảy ra rồi. <laughs> có vẻ chân đi này khá là bất an đó, các bạn ơi. Nhưng mà hôm sao, mình sẽ cố gắng Giờ mình sẽ ăn một cái nè Cũng như là cho bé rồng mình ăn luôn Đó, ăn đi em à, Ui, bé rồng mình đang đói hay sao mà ăn dữ vậy <laughs> Ăn hết phần của mình luôn rồi Rồi, giờ mình sẽ đi tiếp nha uhm, Mình sẽ đi dưỡng hướng nào ta à, Để tăng lên, rồi, mình sẽ đi thẳng dưỡng hướng này Không tốn thời gian với mấy con rồng biển nữa Quýnh có một con thôi, bị nó khèo mấy lần <laughs> Ngỡ mấy lần luôn các bạn ơi Rồi, đi tiếp thôi uhm, Và coi cuốn sách này cái đã Mình sẽ đi về tọa độ là 780 Hiện tại tọa độ này À phải đi xéo dưỡng bên đây mới đúng nè Ui Ui gặp mấy con sâu nữa Ui ở đây có hang của nó luôn hay sao nè Ui mình sẽ thử chiến đấu với con này coi Mình chưa chiến đấu với con này bao giờ hết á Một cái giáp vào Lại đây, lại đây, lại đây Chiến đấu này con sâu hả con sâu này này thì sâu khổng lồ hả chỉ cần hai hit của mình thôi là ngỡm được nó rồi rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục thôi nhưng mà ở đây nó có một cái hang gì nè ô để mình xuống dưới khám phá thử coi các bạn ơi ô cái hang này sâu lắm luôn á bây giờ mình té đuổi đùi luôn <laughs> hả ui con gì á con nhện à ui quá giờ khổng lồ quá giờ khổng lồ ui con gì vậy ui ui nhìn người đó kìa ui nó quấn ngay ra đọc không ơi mấy con này có đọc đọc nó mạnh lắm đọc nó mạnh lắm không được không được vậy mình phải đánh từ xa rồi coi đọc của nó kìa đọc ba lần ui nó cắn một cái đọc gần chết mình luôn á Gánh dùng cung tiêu diệt nó thôi không nên đánh cận chiến với mấy con có đọc như vậy ui coi, coi cái bụng nó kìa ok mình đã tiêu diệt được con bự nhất rồi có vẻ cái con này là con 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 đại ca ấy đó mình đã tiêu diệt tên cầm đầu rồi đó và nó rơi ra những cái cái gì nè cái này để làm ui ui tốt ui, nhất là không để cho nó cắn nhá không biết trong đây có rương không ta mình đang tò mò chỗ này không biết có rương hay không nè ui nó còn trồng cây ở trong hang nữa chứ tiêu diệt luôn mình sẽ để cho cái hang này thật sự an toàn mới được chứ để đây thì nguy hiểm lắm rồi tiêu diệt nào chả mạng chả mạng đi rồi không biết trong đây có ui có xương nữa ui thì ra mấy tên này làm ổ dưới này ui dưới đây dưới đây còn mấy con gì nữa nè ui gì vậy mấy con này kiểu như con nhộng á các bạn ui con gì vậy con gì nhìn thấy ghê vậy mà nó không có đánh mình mấy con này hiền con hả à? nè mấy con này nó hiền khô <laughs> nó không có đánh mình luôn á đây là một cái rờ viên ồ tính ra mấy con này thôi mấy con này không đánh mình thì thôi để cho nó sống đi quên nữa mình cứ tưởng nó nó đánh mình ấy nhưng mà vậy nó không đánh mình ok để cho nó sống đi đây trở lên trên ừ, ờ... ui, ui mấy rồng ui suýt nữa mấy rồng mình bỏ mình đi luôn rồi may ghê á <laughs> rồi đi tiếp thôi rồi cởi bé rồng đi nào ờ, mình cần phải đáp xuống trước cái đã thôi thôi để anh cưỡi nào đừng có đi một mình đó, mình sẽ đi tiếp về khu vực bên đây à, và mình chỉ mới tới có một ngàn tọa độ tọa độ là một ngàn năm trăm thôi hả à. còn rất là xa để có thể tới được cái khu vực misa ấy ui vợ dưới có con gì nó đang tròi kìa à, ok giờ mình sẽ bay một một đường thẳng tới khu vực à, misa luôn nha các bạn hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển tới khu vực misa nhé là không thể tin được các mọi ơi mình di chuyển được một lúc thì mình tìm thấy dùng đất kim cương luôn nè không cần phải đặt cánh cổng kim cương luôn á và ở đây hình như có một ngôi làng cũng mấy nàng tiên nữa <laughs> thì cứu mèo thì cứu mèo rồi giờ mình sẽ ghé thăm ngôi làng của mấy nàng tiên trước ui, ui con zombie bay định ăn hiếp mấy nàng tiên bị con rồng mình cạp rồi kìa <laughs> rồi đây là ngôi làng tiên đó hả ừ, ngồi, ngồi 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 xuống đây em ơi ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống đừng có làm phiền mấy nàng tiên mà rồi ngồi xuống đi rồi mình sẽ tắp đuốc cho ngôi làng của mấy nàng tiên nha Ơ ờ, kìa mấy nàng tiên kìa <laughs> Có cánh luôn, hay á Rồi, và đây hình như là nhà của mấy nàng tiên nè Mấy nàng tiên chỉ ở trong đúng một cái block nhỏ xíu gì thôi hả à. Ồ, ờ, đây cái nhà nấm nè <laughs> Nhìn dễ thương ghê luôn, ước gì mình chui vô đây được Ui Ui, mình cắm đuốc gần nhà người ta luôn hả Ok, mình sẽ tắp đuốc đi để cho mấy nàng tiên có ánh sáng đầy đủ nha. Không thôi mấy con zombie lại ăn hiếp mấy nàng tiên nữa. Và ở đây thì mình sẽ à, lưu tọa độ là một cái à, ngôi làng tiên. Đó. Để có gì mình quay lại thăm mấy nàng tiên ở đây nha. Tiên thì mình sẽ cho màu hồng đi. Rồi. Và chỗ này thì có cưa cool luôn nè. Mình cứ tưởng phải đặt cánh cổng tới thế giới kim cương á. Thì mình có thể tìm được cái vùng này thôi. Nhưng mà không ngờ đi xa thiệt là xa thì mình vẫn có thể gặp được ấy. Ơ ừ, may mắn thiệt, may mắn thiệt Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp cái chặng đường còn lại để tới với cái vùng đất Misa nhé Hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển tới khu đó nhá Ok các bạn ơi, sau một chặng đường rất 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 là dài luôn Thì cuối cùng thì mình cũng đã di chuyển tới khu vực Misa rồi nè Giờ thì mình sẽ làm một cái chấm điểm ở đây Để sau này mình có thể dễ dàng quay lại cái khu vực này hơn nhá Rồi, giờ đặt một cái điểm là Misa Mình sẽ đặt cho nó là màu cam đi rồi lưu lại và đây 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 hình như đây là chỗ của quả trứng rồng xanh um, lai thì phải đúng không chưa để mình xuống đây và mình kiểm tra thử coi và mình vô tình mình đã vứt nhầm cái cánh rồi giờ mình mất tiêu cái cánh rồi các bạn ơi ừ ui tiếc ghê luôn á giờ mất cái cánh rồi hồi nãy không biết là mình vứt nhầm cái gì nữa mà mình vứt luôn cái cánh không biết nữa vậy là về mình phải chế tạo một cái cánh mới rồi đó giờ cái này thì có than nè à, có mana cái ship à, có xương mình sẽ cắt bớt cái cái ui mình có được cái gì nè. Trigger là cái gì á? Cái này gì? Oh, Ô dùng để làm kiếm à. Wow! Dùng để chế tạo những cái vũ khí vip các bạn ơi, được được được. Vứt hạt giống, vứt rút nè, vứt mấy khói linh tài anh tinh vào đi. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra coi. À, đây là ủa, À đây. Ồ không. Đây là trứng rồng Terra. Ô oh, đây là trứng rồng Terra các bạn ơi là chưa đây không phải là chỗ của rồng sinh lai rồi là mình cần phải tìm một khu khác ấy ồ cũng được có thêm một bé rồng tên ra thì cũng tốt rồi là mình có thể có được một cặp trứng rồng tên ra rồi đó ờ, nhưng mà coi coi mình cần phải tìm cái khu vực của rồng sinh lai cơ tại vì rồng sinh lai thì cũng ở khu vực misa này luôn ấy ờ, và mình sẽ vào đây và lút hết cái chỗ này trước bánh mì nè sắt thì lấy luôn đi rồi còn một cái rương ở đây nữa xương chỉ lấy về hết kế tiếp là quả trứng rồng đó một cặp trứng rồng xanh lai rồi đi tiếp thôi bé rồng ơi ờ, để coi coi với cái vùng misa này chẳng lẽ nhỏ vậy hả tết chưa ta ờ, chưa cái này tới tọa lộ tám ngàn thì mới có cái cái misa bự được cái này chỉ là mi ui ui ở đây mình còn gặp được một cái hóa thạch của rồng nữa nè bộ xương rồng chưa chưa để mình xuống đây và mình kiểm tra lại coi ồ oh một con rồng siêu to luôn cái này chắc là stack năm á nhìn cái bộ xương thôi là mình cũng biết là nó to tới mức nào rồi ô nó rơi qua quá trời xương rồng nè rồi một cái đầu rồng mình sẽ lấy về luôn đó và kế tiếp thì mình sẽ ăn vào một cái cho bé rồng mình một miếng luôn đó bé rồng ăn đi em rồi sau đó mình sẽ cởi bé rồng và đi tiếp nha uhm, giờ mình cần phải đi về tọa độ là tám ngàn lận à, để coi mình sẽ đi về hướng nào để cho nó tăng lên ta ok giờ mình sẽ đi thẳng về hướng bên đây nha hẹn gặp lại các bạn kia ui ui Ô, oh, mình tìm thấy vùng đất băng giá tiếp rồi. Vậy, yeah. hy vọng cái chỗ này sẽ có được cái ngôi làng băng ấy. Có làng băng luôn. Tuyệt cú mèo, tuyệt cú mèo. Rồi và ở đây những cái con rồng nó chiến đấu rất là khắc nghiệt để có thể sinh tồn mấy các bạn ơi. Rồng ơi, ở đây nha em. Rồi giờ mình sẽ mặc cái áo giáp vào và sau đó mình sẽ chiến đấu với con con rồng băng này thôi để coi coi mình có nhặt được cái quả trứng rồng băng không nhá. Ui nó bị mắc kẹt rồi kìa <laughs> Đáng đời chưa, đáng đời chưa Rồi giùm sẽ lại đằng đó và tiêu diệt nó luôn Này, đáng đời, đáng, dám Dám giết mấy con rồng kia hả Tại vì ở đây những con rồng nó sẽ chiến đấu với nhau Để có thể sinh tồn với các bạn Rộng, rộng nè, rộng nè, rộng nè <laughs> Ngõm, ngõm đi, ngõm đi Ui nó khỏe vậy Mình đánh mãi mà chưa chết kìa Cố lên, cố lên, cố lên Rồi Đó Nằm liền rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu lướt xác của con rồng này thôi. Và giờ thì mình khá là chọc đồ nè. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Vứt, vứt, vứt. Rồi, vứt thức súng luôn, vứt túi mực, vứt khoai tây, vứt thịt. Rồi, sau đó mình sẽ bắt đầu lấy lấy xác của con rồng này thôi. À, coi coi nó rơi ra được cái gì nhá Ui, có thịt rồng kìa. À, Tim rồng, vải rồng băng luôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. À mà quên nữa, mang theo bé rồng đi. Có gì mình còn bay nữa chứ quên quên nữa <laughs> chặng đường này khá là xa nên phải có bé rồng theo thì mới được rồi ừ lại đây với anh là bé rồng ơi ui có rương luôn wow tự nhiên ở đây có cái rương là sao ta ui quá trời rương rồi đằng khác nè à với đây là đây là căn cứ của con rồng thì ra nó mới có rương được một cái mũ bằng bạc ồ tốt ấy tốt ấy à, ở dưới này coi dưới này coi còn cái gì không silver tiếp là chú ý là mấy cái silver ingot thôi các bạn ơi có sắt nữa nè à, uh, cái này coi một cây kiếm sắt wow một cây kiếm silver ồ oh, tốt 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 và wow. đây như là cái silver đúng không ồ oh, đúng rồi những cái silver nó ghét wow để khi nào rảnh lại đây lúc sau nhá ừ uhm, để coi con con làng băng này có đỏ gì tốt không nhá ui ở đây có một con rồng băng nhưng mà nó còn cái cái cánh nè không biết nó có rơi ra đồ không ta ô oh, cái con này nó nó chưa phân hủy hết các bạn ơi nè nó còn cánh đây nè ồ mình hy vọng cái này sẽ rơi ra đồ rồi mình sẽ vứt cái vứt cái gì ta giờ cái gì cũng có giá trị hết á vứt bánh mì đi bánh mì có thể chế tạo được nè rồi sau đó mình sẽ lút xác con rồng này ủa ủa xong rơi ra gì hết ta còn xác mà ủa Thôi <laughs> kệ <Okay> đi tạm thời <laughs> bỏ qua cái xác hồi nãy giờ mình sẽ vứt cái phôi xác luôn đi sau đó mình sẽ lút coi coi con rồng này có rơi ra gì cái cái đồ gì tốt không nhá chỉ là những cái hộp sọ không à ồ, Ủng ghê <laughs> tưởng đầu rồi ra cái trứng rồng cho mình rồi không sao không sao giờ mình sẽ ghé qua ngôi làng băng coi thường thường mấy anh dân làng ở khu vực băng giá này cũng đổi đồ rất là tốt luôn á rồi tạm thời cho bé rồng ở đây rồi đợi đổi với anh này coi ồ anh đổi được những cái sapphire nè cái này thì cũng có thể chế tạo được áo giáp hả ồ dùng để đổi cái khối sapphire cái khối này làm được gì không hay là để làm dụng cụ ta Ờ đúng rồi để làm dụng cụ bằng sapphire Ồ oh, Tốt 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 Ui ui Hình như anh này đổi cái cây bắt cá đúng không hả à? Ờ cái cây này là cây bắt cá nè Ồ oh, tạm thời mình sẽ sell lại cái này làm Snow Village Đó rồi sau đó mình sẽ xe lại bằng màu xanh Rồi đi tiếp thôi <laughs> Gặp được quá trời thứ đặc biệt luôn á ờ, oh, Và đăng ký có căn cứ của một của một tên một mắt nữa kìa Wow, tên một mắt hả? Ok, giờ mình sẽ bay lại cái chỗ của tên một mắt và tiêu diệt hắn luôn nhá. Tại vì mình bị mấy cái tên một mắt này ăn hiếp rất là nhiều luôn rồi. Lần này mình tranh thủ mình trả thù luôn. Lần này mình sẽ dùng biện pháp là đánh từ xa. <laughs> Đợi trước toàn đánh cận chiến không mà. Mà trong khi hắn đạp mình một cái là lăn ra chết luôn á. Nên tốt nhất là đứng từ xa tiêu diệt hắn thôi. Đó. Để <laughs> bắn bị mình bắn hắn còn không biết ở đâu nữa kìa Để coi coi mất bao nhiêu lâu để mình có thể tiêu diệt được một cái tên khổng lồ một mắt như vậy nhá rồi, cố lên, cố lên. Đó. Úi à, bắn cao quá, bắn cao quá. <laughs> bắn cao quá, bắn dính túi ở trên nóc luôn rồi. Và mấy cái tên một mắt này có tổ xích là nuôi cù mình không hiểu tại sao mấy tên này thích nuôi cù vàng lắm luôn ấy trong căn cứ của hắn lúc nào cũng có một cái con cù vàng hết à ra bây giờ mình sẽ bắn nó tiêu diệt được rồi mình sẽ tiêu diệt hắn để có thể giải cứu cho mấy bé cù vàng nhá rồi lại đây và lút đồ thôi Đó. <laughs> đây là cách mà mình có thể tiêu diệt hắn mà không mất một miếng máu nào luôn chỉ hơi tốn thời gian một xíu rồi đào vào bên trong nào à, để coi coi bên trong này có gì đặc biệt không nhá đó cụ... ui nè có một vé cụ vàng nè Và hắn đưa ra một cái con mắt gì nè mình sẽ nhặt cái con mắt nó vào vứt à, cái cầm chỉ đi đó được một cái up cyclops ồ có da bò không cần không cần coi coi ui quá trời mấy cái uh, lên luôn nè vậy là cái tên này thích thích nuôi cù lắm luôn ấy lúc nào cũng có cù trong căn cứ của hắn hết wow và có hóa thạch của một cái con gì đó nữa ở đây có chai kinh nghiệm nè mình sẽ nhặt cái chai kinh nghiệm mang về mana cái ship cũng nhặt luôn còn lên với mấy thứ kia thì mình có thể chế tạo được nên mình không có cần lấy về nhiều ấy rồi tạm thời chắc mình sẽ dừng chân tại cái khu vực căn cứ của cái tên cyclops một mắt này nhá và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm tới cái khu vực misa rộng lớn hơn chứ cái khu vực misa hồi nãy thì nó khá là bé các bạn ơi nè nó bé xíu hả à. À, rồi. rồi ok Giờ thì chắc mình sẽ tạm dừng tại đây Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo Còn bây giờ thì bye bye